các bạn, hôm nay là ngày 30 tháng 1. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vẽ tự do. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ghi thứ ngày vào và sau đó sẽ cùng nhau tìm chủ đề để vẽ. Mình sẽ ghi vào. Sớm bị đập tóc mấy người. Thì mình sẽ bắt đầu vẽ vào. Các bạn có thể sử dụng bút chì hoặc là bút mực tùy vào một người nhé. Mình sẽ sử dụng bút mực. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ vào. Nó đâm gì? Nó đâm. Giờ mình sẽ vẽ vào. Thank you.
hơi xe bé bắt đầu vào. Phải phân tải. Chúng ta sẽ cột tóc vào như vậy. Sau đó mình sẽ vẽ xuống như vậy. Các bạn vẽ thêm mắt cho mình. Tùy thích. Mình sẽ tô màu hồng bằng bột chì màu. Như vậy. Sau đó chúng ta sẽ vẽ đến phần cổ. Mình sẽ vẽ như vậy. Sau đó chúng ta sẽ tô tóc màu đen vào. Các bạn có thể dùng màu đen hoặc là tùng dịch màu lên một bài. Mình sẽ tiếp tục tô hình vào. Phần này sẽ là phần móng của đầu. Hiện tại mình sẽ không tô vào như mọi người. Sau đó mình sẽ tô tiếp tục vào. Các bạn có thể chia từng vùng lại như vậy để tô cho nó đều hơn. Như vậy, bạn chia ra từng vùng và sau đó tung lên như vậy.
Vậy là mình đã tô xong hình đầu tiên. Chúng ta sẽ cho phần đầu trên này cao hơn một chút. Vậy là chúng ta đã vẽ xong. Bây giờ mình sẽ qua hình tiếp theo. Không. Không. Nghe nào, ngô đi chứ đang tự nhiên mình kêu tao lửa mình chảo cái ghế có đây về hơn không? Ngô thẳng lên lên bèo cũng chứ. Này, cái từ đó đến cái con đồ của tao nữa à. Ai? Ngô thẳng lưng lên bèo sống chứ. Bèo đâu? Giờ mình sẽ vẽ điện hình tiếp theo vào. Sáng có là quả ngựa nên nó không phải là đâu này. Giờ mình sẽ vẽ phân tóc lên trên đây. Giờ mình sẽ vẽ thêm vào là phần cổ. Mình sẽ vẽ thêm phần mắt ra. Bên này cũng tương tự như vậy. Bây giờ các bạn đi phong đi nữa.
mình sẽ vẽ trên con mã hồng vàng. Giờ mình sẽ tô tóc màu cà mè lên mọi người. Sở thích của mọi người. Ở đây mình sẽ tô màu vàng. Mình sẽ vẽ thêm vào con cá là mình đã vẽ xong thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ qua hình thứ ba. Mình sẽ copy cái này. Hình thứ ba thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ gương mặt lên. Vẽ phần tai, phần tóc, như vậy chúng ta sẽ vẽ thêm hàng lông mày vào. Mình sẽ vẽ thêm lông mi vào. Tương tự phía bên này. Mình sẽ vẽ thêm tóc vào. Mình sẽ vẽ phần cổ vào. Mình sẽ vẽ phần tai vào. Mình sẽ vẽ thêm phần màu cho phần tóc. Đầu tiên thì mình là sẽ tô mã hồng vào. Mình sẽ tô mặt tóc lên. Thank you.
lên. Theo từ ở đây. Em sẽ vẽ tạo hình tiếp theo. Chúng ta sẽ vẽ một gương mặt tròn như vậy. Sau đó chúng ta sẽ thêm tay cũng như là phân tóc. Mình sẽ tô tóc màu đen vào. Mình sẽ tô lên phần tóc phía trên này. Mình sẽ tạo phần tóc này vào sạc nơi cạnh như vậy. Thì bên này cũng tương tự. Mình sẽ vẽ thêm vào đây. Mình sẽ vẽ thêm bông mai vào. Phía bên này cũng tương tự như vậy. Mình sẽ vẽ thêm phần mũi vào và phần miệng cười. Mình sẽ thêm mặt hồng vào. Như vậy, và sau đó mình sẽ thêm vào và chụp tan nhé. Cảm ơn bạn.
xong được em vào bước tiếp theo. Thì mình sẽ thêm vào.
mình sẽ vẽ hình tiếp theo vào. Bây giờ chúng ta sẽ ghi tính từ vị trí đầu tiên. Ui chi. Ui chi. Ui chi. Đầu tiên mình sẽ gửi vẽ gương mặt vào. Sau đó là đến phần tóc. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho phần tóc này dài xuống như vậy. Sẽ như vậy. Sau đó mình sẽ vẽ phần lông mày vào. Mình sẽ vẽ phần miệng vào. Rồi sau đó mình sẽ vẽ thêm mã hồng vào. Như vậy mình sẽ tô mắt đen vào. Giờ mình sẽ bắt đầu tô mắt màu vàng. Thank you.
Mình sẽ tổ tập màu vàng vào. Vậy là mình đã vẽ xong hình tiếp theo. Bây giờ mình sẽ vẽ đến hình thứ 6. Hình thứ 6 chúng ta vẽ vào. Mình sẽ vẽ một cái trống lên như vậy. Sau đó mình sẽ vẽ mắt vào. Bên này cũng tương tự như vậy. Mình sẽ vẽ vòng mũi, vòng miệng vào. Sau đó chúng ta sẽ vẽ vòng tóc. Vòng tóc thì chúng ta sẽ cho nó tương sợi dài như vậy. Tương tự phía bên này. Sau đó mình sẽ vẽ phần cổ xuống. Mình sẽ vẽ phần tóc này dài xuống như vậy. Sau đó mình sẽ tô đậm phần này lên. Mình sẽ vẽ được như vậy. Sẽ vẽ thêm phần tai vào như vậy. Rồi mình sẽ tô màu hồng lên.
mình sẽ chấm một vài điểm vàng nhang lên. Như vậy mình sẽ phải đậm đậm bơm một chút. Phần lông mày. Và sau đó mình sẽ tô bơm tóc. Mình sẽ tô bơm tóc màu nâu. Vậy là mình đã tô xong phần tóc. Các bạn có thể điểm cho nó đậm hơn một chút. Bây giờ các bạn hãy đi tiếp trong những tự tư vấn tiếp theo qua đi Atasi và Kuri và một phần. Bây giờ mình sẽ vẽ tờ hình tiếp theo. Chúng ta hãy cùng nhìn lại 6 hình mà chúng ta vừa vẽ được kia mà qua nữa.
sẽ về đến hình tiếp theo vào. Mình sẽ vẽ tiếp theo vào. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ mặt vào. Sau đó mình sẽ tô mắt kéo xuống như vậy. Sau đó mình sẽ vẽ tóc xoay đó như vậy. Thì bên này sẽ có một sợi như vậy. Mình sẽ vẽ phần cổ vào. Xong rồi mình sẽ thêm vào con mắt, con lông mi. Mình sẽ tô đậm phân ra lên như vậy. Mình sẽ vẽ thêm màu hồng vào. Vậy.
mình sẽ tô tập cho nhân vật này màu cam. Màu đỏ cam nha mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng lấy màu đỏ lên. Mình sẽ phủ thêm một hoa cam vào. Giờ mình sẽ ép thêm màu cam vào. Mình sẽ thêm màu cam vào. Mình lấy mình đã thu xong. Các bạn mình sẽ cho mặt đen vào cho tóc. Sẽ tô mặt vào. Vậy là chúng ta đã xong. Giờ chúng ta sẽ tới với nhân vật tiếp theo. Đầu tiên mình sẽ vẽ mặt vào. Sau đó mình sẽ vẽ tóc vào. Mình sẽ vẽ phương tay vào. Mình
anh sẽ vẽ bông tai vào đây. Mình sẽ vẽ thêm phần tóc vào. Chúng ta sẽ vẽ thêm một cái nơ vào đây. Sau đó là phần tóc ôm lên. Sau đó chúng ta sẽ tô đen toàn bộ phần này cho mình. Mình sẽ vẽ phần mũi nhỏ ra như vậy và phần miệng cứ như vậy. Một chút lông mày. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tô đen hết toàn bộ vào. Mình sẽ giờ mình sẽ tô màu đen vào. Mình sẽ tô đen vào. Mình sẽ băng môi lên xuống mặt, bây giờ sọ mặt, tôi sẽ băng sọ môi lên xuống mặt.
Giờ mình sẽ tô tiếp vào. Sau đó mình sẽ tô vân tóc về sau. Sau đó mình sẽ vẽ phần tóc vào. Mình sẽ tô tiếp vào. Chúng ta sẽ làm cho con đầu này tròn hơn một chút nhé. Như vậy.
Sau đó mình sẽ thu phần mặt lên. Sau đó mình sẽ tô má hồng lên. Mình sẽ về để phân cô vào. Bây giờ mình sẽ vẽ thử hình tiếp theo. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ gương mặt vào. Mình sẽ vẽ phần tóc mái ngang bằng vậy. Phần tai. Mình sẽ có gương mặt che là như vậy. Tương tự về phía bên này. Mình sẽ vẽ phần mũi cao, miệng này. Sau đó mình sẽ vẽ đến phần tóc trông như vậy. Phong và xoang xoang như vậy. Tương tự phía bên này, chúng ta sẽ cho xoang xoang như vậy. Phần cổ dài xuống. Phần vai như vậy. Sau đó chúng ta sẽ tô đeo phần tóc vào nhé. Mình sẽ tô phần trong cổ tay màu đen. Giờ mình sẽ tô màu đen lên toàn bộ phần tóc. Các bạn hãy làm như mình hướng dẫn là chia phần tóc ra nhiều phần để tô kín và nhanh hơn nhé. Làm như vậy thì chúng ta khi tô sẽ không bị sót và màu cũng sẽ đều hơn. Thank you.
Mình sẽ chia tập lá thành nhiều phần. Như vậy, ở phía bên này tương tự. Nghe đi, nghe mãi nặng mà. Ta sẽ tiếp tục tối cho đến hết. Mình sẽ thêm màu đen vào. Mình sẽ tô vào như vậy.
Nó sẽ tô hết vào. Nó sẽ tô dẹp đến đây. Mình sẽ tô đèn hiếm. Bây giờ mình sẽ thu phân mặt vào. Và sau đó mình sẽ thu phân mã hồng lên. Sau đó mình sẽ vẽ để hình tiếp theo. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ mặt như vậy. Sau đó chúng ta sẽ chia tô cái tóc này ra. Mình sẽ vẽ áo cụ thể như vậy. Vẽ phần mắt vào. Mũi. Và phần miệng. Ta sẽ có phần lông mày như vậy. Mình sẽ vẽ phần tóc như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tô đen cả phần vào nhé. Phần tóc sẽ là màu đen.
Giờ mình sẽ bắt đầu thu điểm phần tóc này. Horns. Click light. Giờ chúng ta sẽ tô phấn tóc đen vào. Kim chi đèn hoa là cam chiếu. Kim chi đèn hoa là cam chiếu. Kim chi đèn hoa cam chiếu. Không, tăng vội luôn. Hai mình cũng không có tô ảnh á. Chúng ta sẽ chưa phân nhọn này để làm phấn. Như vậy. Tương tự về bên này. Mình sẽ tô tiếp về đến này. Sau đó mình sẽ tô mắt màu đen vào. Mình sẽ lấy tô mảnh màu hồng vào. Như vậy. Sau đó mình sẽ thêm một vài chấm tăng nhỏ vào. Mình đã xong nhân vật tiếp theo. Bây giờ mình sẽ qua nhân vật tiếp. Dạ, chị ngon.
Đấy, chú dạ. Gọi nghe bạn đi rồi chú. Dạ, dạ. Sau đó mình sẽ vẽ thêm vào phần tóc ở trên này. Mình sẽ vẽ bằng này đeo kính vào. Hết pin hả chị? Thôi, anh chị mà. Mình sẽ vẽ thêm mắt vào. Dạ. Dạ rồi để ở hôm nay em bỏ vô chứ. Phía bên này cũng tương tự như vậy. Dạ. 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 Dạ hình như sửa cả hay cả chứ phải. Dạ rồi. Sắp thôi, đừng nghèo quá, đâu có ít thôi. Hết đi tôi lại bỏ thêm được. Mình sẽ cho bụi tóc như vậy. Mình sẽ vẽ phần cổ đến. Dạ.
giờ mình sẽ tô tóc màu lên. Giờ mình sẽ tô toàn bộ là màu đen vào. Cái là mấy đó rồi. Mày có đi chứ? Đi chứ? Mày muốn? Trời ơi, rửa mà. Rửa mà, không chờ tao về mới nè. Mình sẽ tô toàn bộ màu đen vào. Kim chi mà rồi. Đều kim chi. Đúng đen tụi lần rồi. Tụi lần chứ bỏ đến cho nó nóng lắm. Tụi lần nóng đi rồi. Thì phải bỏ mới cho con đèn ngoài đi lần hư ra. Đèn ngoài khăn chi mày. Giờ mình sẽ vẽ tới hình tiếp theo. Mình sẽ vẽ ở dưới này nhé. Đầu tiên mình sẽ vẽ một gương mặt. Sau đó là một mái tóc. Mình sẽ vẽ phần lông mày, phần mắt. Phần mũi. Mình sẽ vẽ đến phần cổ. Ta sẽ cho mặc áo như vậy. Thank you.
Bên ai cũng tương tự như vậy. Bọc kiếm chỉ bố có được lần lần không? Không nhận. Mình sẽ tổ mặt đeo vào. Sau đó mình sẽ tổ thêm áo hông vào. Trên này mình cần tổ mặt hông vào. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đến nhân vật tiếp theo. Mình sẽ vẽ như vậy. Một cặp kính tròn. Bên này tương tự như vậy. Một chiếc mũi và vẽ miệng cười. Sau đó mình sẽ vẽ con tóc vào. Mình sẽ vẽ phía bên này như vậy. Sau đó nó sẽ vẽ thêm hơi chúa thôi. Chúa ăn đâu chứ răng. Sau đó mình sẽ tô phương tóc vào. Nào, gửi hỏi lắm nhé. Chúa cái tâm nó được thôi, mình ăn như cái mà cũng phải kim chi chúa.
mình sẽ tô màu vào, mình sẽ tô màu nâu nhạt vào. Sau đó mình sẽ vẽ con mắt vào. Lông mày rậm mượt. Sau đó mình sẽ tô màu hồng vào. Vẽ con mũi rõ hơn một chút. Mình sẽ vẽ hình của cô vào. Sau đó mình sẽ tô màu lên. Mình sẽ tô màu vàng lên. Kẻ phân cổ xuống. Đó mình sẽ tô mắt con miệng lên và phần má hồng. Mình sẽ vẽ thêm phần tai vào. Vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn vẽ các những điều các khuôn mặt cũng như là ngoại hình các nhóm của con gái. Ở trong video tiếp theo mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vẽ các chủ đề khác. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp các bạn trong những video lần sau.